Mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày và tối ngày hôm nay thì Trinh sẽ gửi đến cho quý vị hai truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Truyện ngắn Lấy chồng khác làng, tác giả Tô Hoài. một phiên chợ áp Tết. Những đứa trẻ phụ việc cho mẹ, chung lớn lên được hai nhà gả cho nhau. Đám cưới trong trận mưa rào đầu mùa, rồi lễ treo ở đình làng, rồi người đàn ông đi buôn xa, bị hổ ăn thịt. Người đàn bà vẫn giữ lễ về quê chồng dỗ, với đứa con bây giờ, chân nó dài bằng cái sào nứa. Với bấy nhiêu tình tiết, bấy nhiêu câu chuyện dằn dặt, gần cả một đời người cùng rất nhiều những thói tục của làng Bắc Bộ xưa được gói trong truyện ngắn vẫn thênh thang, rất thú vị này. Thật thì cũng làng trên chả dưới, trong hàng huyện, chẳng xa mấy, đứng gốc cây đề ngoài cổng đồng, trông qua bờ đìa. Mờ mờ trong lùm cây mỏng của thụ nhô lên Hai cái cột trụ tam quan đình Những hôm quan trời Bên này cũng thấy được làng đê trắng ngang tầm mắt thế mà ngỡ như đám mây trắng mùa hạ, lững thững mãi mới sang đến bên ấy. Nghĩ ra thì là cách trở, cả đời cô phải cứ tưởng như thế. Mấy phiên áp Tết, chợ huyện đông như nêm cối, bà chồi quậy ông giang ra chợ, vườn nhà bà có búi giang. Tết nào cũng được vài gánh, đỡ tiền chợ. Vừa khéo, vào một chạp, những bụi giang vừa già dạ ống chẻ lạc được Tết nhất Mái bếp nhà nào cũng dắt năm lạc Lắm việc phải cần đến Ở chợ Có những mặt hàng chỉ Tết mới có bán Bác tuần chợ xếp cả ra bãi ngoài Gánh lá dông Ông giang Những quẩy thùng mật Lão hàng gáo dừa Chợ Tết người ta sắm bó đũa Cây gáo Cây mùi mới Mấy con bò buộc tận ngoài rễ sông Bò rống ò ò lẫn tiếng lợn en ét trong rọ. Chợ trước, gánh ông giang của bà chồi đến nửa buổi đã hết tiệc. Cũng đã đào, chặt ống cả trăm cái, nhưng còn phơi nóc chuồng lợn, chưa xe mặt. Viên này phải đi hai gánh dồn một mới có thể đủ bán. Bà chồi nhớ gánh rồi nói. Cái vải, ra quẩy đỡ cho tao mới được. Vải buộc thành bốn bó giang nặng. Vải quẩy, Mẹ chỉ phải phát một bó Chưa đến nửa buổi Cả gánh gian còn có mấy ông điếc Ông lép Hàng bên kia bà bán mật Đông không ngớt mui Hàng ống gian Hàng mật chạy tay Nhà nào chẳng gói bánh Cột bếp lại lũng liễn miếng thịt bò quấn lạc Rồi nồi chè con ông Chè bà cốt ngọt lừ Bà hàng mật hấp tấp Sang hàng bà chồi Nhờ bà để mắt trong giúp hàng nhà cháu một mảy quái Cái thằng chết tôi Chỉ sai đi chặt mấy cái ống nứa đựng mật Mà mất mặt từ nãy Rồi bà lão chạy qua đám chọi gà đầu bãi Thì thấy thằng con dựng đứng ống nứa bên vách Đương chậu hổ xem đá gà Hay là nó cũng đánh gá Người chăm chú, người tiếu tích cá cược Mấy tay chủ gà loay hoay, mặt đỏ lựng hay đỏ cây cuốn Con trai bà bán mật ngồi ngay mặt ra Bà lão kêu chết thật, chết thật. Rồi vào lôi ngực nắm tóc đuôi hoa voi, thằng con phải chống hai tay xuống như con gọng vó mới khỏi ngã ngửa ra, rồi nó đứng lên vác bó ông nứa, còng củ chạy. Chỉ một chốc, những ông giang, những ông nứa đựng mật đã hết sạch, hai bà lão thông thả ăn trầu, môi cắn chỉ nhai bõm bẻm. Thằng con trai xách những thùng mật ra bờ sông, té nước gột cái vải nhà bà chồi đã lòng quan cánh để thấy vào trong chợ dạo xem hàng tết bà bán mật vuốt quết trầu bám mép hỏi bà chồi cái cháu quẩy giang là thứ mấy nhà ta cháu thứ ba bà ạ à? bà bán mật hỏi ngay một câu bà cho tôi nhé bà chồi còn chưa biết thế nào bà kia quết vôi lấy miếng trầu mời đon đã cái thằng quẩy mật ấy rồi đưa bà chồi miếng trầu mới tên bà chồi nhổ bá trầu vào gốc cây quay lại nhón tay lấy miếng trầu mới của bà bằng hàng và nói ôi chà con vải nhà tôi à nó nhớn mà chẳng có khôn đâu bà xem đấy mặt trời đã lắp bóng đa rồi mà còn lượn chợ rõ con nhà bà bán mật lại vuốt mép nhổ quết trầu rồi cũng nói ối ồi thì cái thằng hai nhà tôi cũng như cái đụng rạ Đấy, đi theo đỡ mẹ Mà lại rút vào đám chọi gà Câu chuyện qua lại mắng vui mắng yêu Giữa hai bà về con cái Mà rồi nên duyên chúng nó Tháng 3 năm ấy Cô phải lấy chồng bên lỡ Bây giờ đã có mưa mới Những trận mưa rào đầu mùa Như mưa chứ chốc ào ào chốc tạnh Con ngồi ngoài đìa Có lúc nước ngập đến gối đến bụng Họ nhà trai sang đón dâu Các lão ông lão bà Các cô phụ dâu Thoạt chỉ sống áo như người đi làm đồng Người xắn quần Người ôm váy Bị bỏm lội Sang đến đồng lỡ Đám rước dâu ghé vào cái quăng gốc cây mổm Như khách đường xa nghỉ chân Bây giờ mới lấy trong tay nải ra Những buồn cao Những hũ rượu Rồi thì áo the Khăn vố của ông cầm hương các bà váy chồi thăm, lòng ngoài váy nâu da bò, các cô thì khăn vuông mỏ quạ, tua dây hoa đỏ, chu rể đi lẫn trong đám trai, áo năm thân dộm cậy, đã tinh tươm ra đám đón dâu, đi vào đường làng. Ông cầm hương, áo the khăn lược chích, vừa lội ngồi, quần sắn móng heo, vẫn đi chân không, cả đám rước dâu chân đất, chả cứ một ông cầm hương. Hương đen thơm nghi ngút, trước hai người đội mâm cao mâm rượu phủ phun lụa điều. Vào trong xóm, nhấp nhô người lớn, trẻ con các ngõ đổ ra, trẻ con cuốn quýt chăn dây, vớ được dây mướp, dây gất, cây thắt lưng dậy yếm cũng chăn ra, chỉ kiên không được chăn thừng. Chẳng chịch như mạng nhện, những cây dây cạn bước, như không muốn người con gái đi lấy chồng làng xa. ấy thế, nhưng đã có người nhà trai lo sẵn, xong cả. Trẻ nhỏ chỉ khó cho thêm vui Mỗi cái dây nhận một phong bao giấy điều Mở ra thấy mấy đồng chinh, đồng kẽm Đứa nào cũng hí hửng giật dây mở đường Đám đón dâu có lời nói trước Đôi bên đã thỏa thuận từ con lợn Thung gạo, gánh rượu, quan tiền Nhà trai nhà gái ăn cổ mỗi bên Bởi vì đường rất cách trở Hai họ chỉ miếng trầu và chăn rượu hả hê Rồi lễ tạ xin dâu về đám rước dâu đã ồn ào ra đến đầu ngõ bà chội đứng trong cổng ném vốc muối theo rồi cúi mặt quay vào còn phải thì cảm thấy đi đâu chưa biết nhưng thế là xa nhà từ đây nước mắt vải thấm đậm cả hai bên má rước dâu về hai họ lại tay nải đeo vai xúm xích hỗn độn như đi chợ tết mặt trời đã ngã đằng sau chân tre sương mờ khắp cánh đồng hai bên bờ nghe tiếng nhái tiếng chẩu vải ngước mặt lên chỉ thấy bóng tối mờ mịt mới phải bước được mà xa sao mà thật xa lội xuống ngồi đã nhá nhem tối Tiên chân bị bõm nhưng chẳng trông thấy chân ai vải quay nhìn lại bóng tối lần nữa được mấy hôm ăn cổ lại mặt rồi vợ chồng vải về làng ngoại làm lễ nộp treo lấy chồng làng khác lễ phải có lễ treo mới được làng nhận rễ chồng sách cái rọ mới đang nhốt con gà trống thiến con gà mái rồi ra cổng đồng như người đi làm chỉ khác đầu quấn cái khăn lược lại mặc cái áo năm thân nhộm cậy như hôm đám cưới ra tới cầu ngói thì ngồi đợi vợ đến lúc chồng thi phải trong khoanh tre đi ra thì chồng đứng dậy lại cung cúc đi người đi trước cách quản người đi sao Vào đến gốc đề đầu xóm Vải mới mở khăn vuông Lấy cái áo dài nâu non mặt Vặt áo thắt quả găng Lớt vất Bay lẫn hai dải yếm lụa Áo váy tinh tươm rồi Vải lại càng đi nán xa Vải chẳng muốn ai trong làng gặp vợ chồng đi tay đôi Vào đến cổng ngăn Vải đã thấy chồng cắt tiết xong cả hai con gà Đường nhớt nồi nước sôi ra cầu ao dội Làm lông vải vào bếp chẳng đợi mẹ bảo vải cầm dao cắt tàu lá chuối lót lên cây nông rồi dở chỏ xôi ngã chiếc mâm gỗ đơm xôi mùi hương nhà trên quyện khối xôi ngào ngạt con gà thiến đã được vớt từ khi nãy để ghét trên miệng nồi rồi người khía chân khía cánh với mỏ đặt nguyên cả con lên đỉnh mâm xôi để ra miệng vải dưới gốc cao trên mỏ con gà từ lúc nào ai đã cài ngậm cái hoa đơn đỏ. Bây giờ, vợ chồng lại khăn áo chỉnh tề, vợ đội mâm xôi, chồng hai tay bưng hũ rượu, hai người đem lễ ra đình. Vào tam quan, vợ hạ mâm xôi xuống cửa bên, chồng ấn lại vành khăn lược trên đầu cho chặt. Vợ từ từ đưa mâm xôi lên, chồng trịnh trọng đổi mâm, một tay nắm cổ hũ rượu, núp lá chuối khô, núp lá chuối khô vợ bước theo Vào trước bậc cửa đình Thì đứng lại đấy Đàn bà con gái xưa rầy Không được đặt chân vào chốn đình trung Vợ đứng nhìn bâng quơ ra ao làng Năm xưa mùa này Những hôm nắng to Cả lũ đem sảo ra bắt ốc nhồi Nổi lên tránh nóng trong chân bụi cúc tầng Nghe tiếng người rì rào Không phải tiếng quát lát Mùi hương đưa ra Có lẽ nắm hương chồng vừa thắp thêm Vải cũng không dám ngoảnh mặt nhìn vào người mỏ ở ngoài liều bờ sông tất tưởi bước tới đòn gánh xỏ một bên quan có chiếc thúng trong để con dao phay với cái thớt chỉ vậy nhưng bởi vào nơi trang nghiêm phải có ý không dám khua múa con dao cái thớt chồng hai tay đặt hũ rượu lên hương án cùng với mâm xôi con gà rồi quỳ xuống lễ thánh xong xuôi bước ra phái hai bên các ông chức việc các quan viên rồi cứ chấp hai tay cúi đầu so vai lom khom bước lùi qua bậc cửa đình ở nhà mâm rượu con gà mái đã sẵn sàng đám chén mời ông chú có lão ông cầm hương hôm đưa dâu cháu sáng nắng thế mà giữa trưa đổ cơn mưa trận mưa rào đầu mùa ào ạt một lúc lại tạnh hai vợ chồng trở về bên lỡ có hơi rượu chến choáng chồng chạy cung cúc như ma đuổi nước mưa đồng cao dồn về con ngồi ngập đến thắt lưng nhìn lại chưa thấy vợ chồng ngồi đợi vải ra ra khỏi cổng đồng trong hút đồng sâu chỉ thấy bóng nước lấp loáng chắc là có khi nó lội qua ngồi rồi người trong xóm lác đác ra bờ tre bắt cá rô rạch gặp vải có người chào có người hỏi chớt nhã thiên về bên nhà sang báo tin cho mẹ trôi à. Khay bụng trông ngon mắt thế kia rồi. Vải trỏ mặt cuối xuống, vuốt cái khăn vuông bọc đĩa xôi và cái tỏi gà. Lại nhớ năm ngoái, năm kia, vải chạy tớn lên theo chúng bạn ra bờ chôm bắt cá rạch. Canh đồng mù mịt trắng những nước, con ngồi ngập cả lên bờ cỏ, đàn đĩa trâu, đĩa hẹ, lượn lên lượn xuống cung quăng, tìm chân tay người thò xuống nước vải đã ra đến bờ ngồi chồng đương ngồi ướp mặt xuống đầu gối dán ngủ nhưng không như anh ả à đã đánh hơi thấy vợ anh ả à ngẩng mặt nhăn nhở cười hai con mắt rượu vằn vằn đỏ hỏi nhà mày có lỗi được không vợ lắc đầu nhìn lại đằng xa chồng cười tủm cõng nhá vợ lại lắc đầu vẫn tần ngần ngoảnh mặt trở lại chồng đứng lên xe ống quần buộc hai dây áo vào bụng anh ta đưa nghĩ nói thế nào để dỗ để dọa để vợ cho cổng thì vợ đã biếu tay ôm cổ chồng rúng lên chân đạp như trẻ con chơi hung đu hai tay chồng ôm chặt đít váy vợ rồi lội xuống nước chồng nói lởm này này buông xuống cho đĩa cắn nha vợ đá chân xuống mặt nước như triêu tức những đàn đĩa đói nhau nhau lượn theo Đã thế ông dìm cho một cái Nhưng chị ả đã cong chân lên Làm anh ả loạn choạng xuất ngã Thì vừa sang đến bờ bên kia Hai con đĩa trâu bám vào bắp chân chồng Như hai quả chuối bụp Máu chảy lỏa lợi xuống gót chân Xuống cỏ Vải tụp trên lưng chồng xuống Nhìn hai con đĩa lũng lẳng ở ống chân chồng Ả nguyết một cái Rõ đáng đời Chồng nhìn quanh Chỉ thấy bóng nước bóng cỏ Chẳng nói chẳng rằng Lẳng vợ một cái ngã bệt xuống Tóc váy vợ làm một quắn Rồi anh chàng ngủ một giấc mê mệt Đến lúc thay lạnh bên bả vai mới mở mắt Bốn bên vắng lặng Ngôi sao hôm lây lấy đã lên đằng kia Hàng năm Vợ chồng vải về bên ngoại vào Tết nhất Hay các dịp góp dỗ Cẩn thận giữ lệ khi con gà hủ rượu lại có khi vác cả bó mía dựng bên bàn thờ làm gậy cúng các cụ khi nào gặp mưa nước ứ trong ngòi chồng lại cõng vợ rồi cõng cả con sang bờ bên kia năm ấy chỉ có hai mẹ con về bên ngoại góp dỗ nguyên vì anh theo bằng buôn lên mường mua mía về kéo mật bán chợ tết khi lên theo đường bộ về thì cho mía lên bè xuôi sông đà năm nào cũng đi thế chuyến ấy ngược dọc đường cả bọn ngủ lại cửa rừng dốc quân nửa đêm con hổ ra ăn thịt mất anh ấy năm năm mẹ con nhà vải vẫn giữ lệ về góp dỗ khi qua ngồi gặp nước đầy hay nước cạn mẹ phải cũng cõng con lội cô con đã lên chín lên mười chân nó dài bằng cái sào nứa người ta cười thế mẹ vẫn cõng con lội sang người ta lại bảo nhà này chiều con quá quý tín giả đang nghe truyện ngắn vợ chồng trẻ con của tác giả tô hoài Hai vợ chồng đó lấy nhau từ tháng 12 năm ngoái, tháng 3 đi hỏi, tháng 10 đón dâu, nhà trai nhà gái cùng giết bò giết lợn, nhà trai còn đón cả nhà trò bên Bắc về hát, ăn uống linh đình. Hôm cưới, một người kép sách đàn đi với cô đầu sang tận bên làng nhà gái, ngồi trước hương án, đàn hát, vừa hát thờ và để các cụ bên ấy cùng nghe vui chung Hai họ vui vậy, tưng bừng Nhưng chỉ hai họ là vui nhưng nỗi vui ăn uống Đàn hát ấy mà cô dâu chú rể thì mỗi người lại vui Buồn ra một thể khác Chú rể thú lắm, hả hê sung sướng như mở cờ trong bụng Bởi vì khắp nhà mấy hôm nay ồn lên Khen nít những người, lại đốt pháo, mổ bò Các bạn của chú rể kéo đến chơi đầy sân đầy vườn Cả những đứa mỗi khi vẫn thù Vẫn cãi nhau với chú Bây giờ cũng theo người nhà len lén ăn cổ Xong chú rễ rộng lượng Chẳng để ý gì Với ai chú cũng cười Trong túi chú xưng xoẻn tiếng tiền Chú đi nhặt pháo xì Đánh hú Ngồi xem bò thui Và chú nhảy tân tân Có gì đâu Ấy là một thằng nhãi Vừa chẳng 10 tuổi Người quen vẫn gọi nó là cô Phúc Bố mẹ nó, ông bà xã ngưỡng lấy vợ cho nó. Vợ nó là cây ngói, con ông bà Hương cãi. Cây ngói 12 tuổi, không ai lại có lúc nghĩ rằng chúng nó còn non nớt quá. Người ta chỉ biết so đôi tuổi hợp, thế là có những người khăn đóng áo dài, bưng trên nhà cây ngói một mâm chè mặn. Bắt đầu, người ta chế cái ngói là vợ thằng cu Phúc. Nó chửi những đứa nói như thế rồi một hôm, nhà bóng ồn ào những bà con xa gần. Người ta đi tậu bò, người ta đi mua lợn. Cái ngói cũng theo mẹ đi rửa bát và thấy tông rượu lớn dưa cải. Ngày cưới đã đến đấy, họ nhà trai săn rước dâu được giờ lành. Từ lúc gà mới gáy sang canh và trời chưa tan sương, cái ngói mặc áo the mới ngồi ôm mặt khóc thúc thích. Mấy đưa bạn cái ngói, cái bi, cái đáo, vào buồng giỗ ngói và dắt ngói ra nó khóc um lên nó gọi bà hương cãi ầm ĩ rồi nó chung lại khiến cho mấy cô kia phải lôi hai tay làm như người ta dọa sắp đêm giết thịt nó chị em kèm riết nó hai bên nách kéo đi bởi các cô và các cụ sợ ngói chạy tụt mất nó khóc e é e giữa những nếp áo mới giữa đám cưới đi dài lặng lẽ trong khói hương và bóng đêm còn âm u chu rể Phúc thì len lỏi trong đám bạn, cười rút rít. Lúc nãy nó đương ngủ ngon lành ở giữa đông rơm thui bò, thì có thằng lại tìm kéo tay nó dậy, lôi nó đi đón dâu. Mắt nó vẫn còn cay xè và đông cứng những nhữ, cày chưa hết. Nghe thấy nói sang bên ấy cũng ăn cổ, cô cậu cười nhắm tích mắt lại, hấp tấp đi liền, quên cả mang giày. Lúc đã đến gần nhà gái, mới sực nhớ ra, nó toan chạy lấy, nhưng các ông các cụ bảo không được phải kiên trở về như thế một anh phù rể đành đi chân đất tục dậy ra nhường cho chú rể vậy Sang ra suốt ngày và cả đêm ấy nữa cô ngay cô bí cô đào mấy cô bạn phải ở lại bên nhà trai với cô dâu vì nếu các cô kia mà về thì cô dâu cũng nhất định vừa khóc vừa chạy theo ai can cũng chẳng nổi các bạn phù dâu ngủ chung giường cô dâu trong đêm đầu tiên về nhà chồng. Họ đánh tam cúc với nhau. Ông xã ngưỡng bỏ tiền ra cho các cô vui chơi. Ôi chào, chú rể có để ý đâu đến điều vật ấy. Cứ tu rượu tì tì, mắt vút hoa lên, rồi lại rút đầu vào đống rơm. Nó cuộn nhau với mấy ranh con khác. Nhưng rồi mấy hôm sau, những cô bạn phụ dâu của ngói ra về. Mình ngói ở lại, cũng quen dần. Không phải người ta bắt cóc nó mà chẳng phải người ta hùa nhau đem nó đi chọc tiết giết thịt nó ở nhà này nó về nhà mình cũng tự do thế mà thôi thành thử nó trở nên có hai nhà để ở hai bố hai u để gọi và có một người bạn mới thằng chồng hai đứa trẻ đánh bạn với nhau ngói và phúc chưa hiểu hơn và có thể chưa biết tới hai chữ rành rõ ấy ngày lại ngày qua mùa đông nghiêng đi cho mùa xuân về mùa xuân đã trở về Sang đầu tháng 2 Mỗi làng đều vào đám Ngoài vườn, trên các lối xóm Những cây xoan gậy, thân móc trắng Dơ lên những cẳng tay đen đuổi Trơ trụi, đã trổ từng túm lá tơ Trong những đám lá nhỏ Xanh rợn vân vân ấy nhôi ra từng chùm nụ bé bé Gặp mưa bụi li ti Những chùm nụ nở hoa Hoa xoan nhỏ cánh chấu tím tím, trăng trắng, trắng vừa nở lại rụng phơi phới trong mưa xuân. Làng Nghĩa Đô cũng vào đám lệ, cờ bay phấp phới trước cửa đình, trẻ con soạt cẳng nện trống thòm thòm cả ngày. Sáng 12, anh cả phúc, giờ, vợ con đứng đắn rồi, làng xóm phải gọi thế cho được tề chỉnh cùng với vợ về bên nhà ông nhạc ăn cổ. Hai đứa ăn mặc trang nhã như ngày Tết. Phúc thấp hơn vợ, bé loắt chót, và đôi vợ chồng là đôi chuột nhắc tí hon phúc đội vành khăn lược chích sùm sụp lắp xuống đến nửa trán. trên khuấy chùm tóc hoa roi dài lòng thòng như cái đuôi đỏ của con ngựa bạch bởi đầu nó vừa cạo hôm qua trắng phao như mông ngựa bạch thật nó mặc áo the ba chỉ ống trùm kính nửa bàn tay cái thắt lưng nhiễu điệu đỏ chót còn dài hơn hai vật áo xề xuống gần đất nó bước tung chăng chốc chốc lại thò tay vào túi, đếm mấy đồng hào mới, nó cười tủm, khịch mũi, nhè mấy cái răng sung hỏng đen xỉn. Phúc ta thích chí vì được diện bộ bóp và được tiền mẹ cho, thực chẳng phải thích vì được đi cạnh vợ. Cái ngói cũng làm đỏm tị, bộ tịch của cô bé ra lối đứng trắng hơn chồng, nó cũng mặc áo the ba chỉ mà hai vạt trước thắt quả găng gọn gàng, giải thắt lưng hoa hiên bay phất phơ trước gió cây vây lỉnh xùm xòe phần phật trong gió mỗi bước đi nhẹ ngói vấn khăn nhiều bóng nhưng cô ả lại trùm mỏ quả tùm hợp một tấm khăn vuông láng thăm chỉ nom thay cặp môi ăn trầu đỏ loét và thỉnh thoảng hàm răng nhõm cánh kiến màu cánh dáng nó đi làm điệu phê vẩy hai cánh tay mềm mại cái nón to vành kẻ chuông đội trên đầu chốc chốc gió lại đánh ngật ra đằng sau anh chồng đi trước nóng nảy, thỉnh thoảng lại rút dậy ra chạy một mạch, rồi thở hổn hển, đứng lại đợi vợ. Nắng mới hoe lên dịu dàng ống ả, đường cái sạch sẽ sáng gọn, bên lì hoa tầm xuân nở màu đào trên nền cỏ xanh mướt, những đóm bướm trắng rợn lung linh thành những chấm hoa lung linh trong ánh nắng. Đi trên đầu làng, phúc nhìn xuống đình, thay nhỏ khé những cờ bao nhiêu trẻ con đương chạy lăn xăng và người lớn xúm đen xung quanh đám thò lò trong thấy đám bạc phúc ta mê tích phúc quay lại bảo ngói có canh ti không hãy thò lò ấy mà cây ngói biểu môi nguýt thèm vào có đồng nào cúng đồng ấy rồi lại ăn cắp của người ta phúc nhẹ hàm răng súng ra cười đúng là đã có lần nó ăn trộm tiền của ngói ấy là hôm trước tết vừa rồi Phúc chơi tam cúc nương nhẵn tiền Đêm ngủ Nó lừng thắt lưng vợ Ăn cắp được hai hào Gia Phúc chỉ lấy có thế Thì cái ngói không biết Khốn Phúc lại tham Lần thêm Vợ hắn chợt thức Tấm ngay được tay cu cậu đang rờ Hai đứa liền đắm đá nhau một trận khá kịch liệt trên giường Nhưng Phúc đã sơi trôi được hai hào Không chịu buông Bây giờ Phúc biết gã gẫm tiền của vợ chẳng ăn thua nào Nó bèn rẽ xuống cửa đình và nói với lên Cứ về trước Bảo mấy u rằng Đằng này còn đi đằng này cái đã Nói xong Phúc chuối đầu vào đám thò lò Nó đặt một bạc xuống khe chiếu tam tứ Đánh cầu tại một cái chơi Người quay cái Ngồi đằng đầu chiếu Nhất bùa hợp cái thúng nhòi đẩy chiếc đĩa có con thò lò Trong giữa chiếc đĩa trắng Con thò lò sáu mặt nằm phơi mình Trên mặt nhất Có một chấm đỏ tươi Phúc thua, tay chú mình đã hơi đỏ. Lần sau, Phúc đánh đuổi khe nhất nhị. Nhưng thò lò mở mặt lục, Phúc lại thua. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn người ta vơ mất đồng hào của nó, bỏ gọn vào cây đâu lớn để trước mặt. Tai Phúc đỏ, má Phúc cũng đỏ. Và chỉ một lúc sau, Phúc mất sạch sáu hào. Tai, má, cả mũi, cả tay Phúc đều đỏ gay. Vành khăn chụp xuống kính mặt để hở cái quả đồ dưa trắng toát và nấm hoa roi rau ngô. Người bên cạnh thấy Phúc đứng đơ ra, liền nói. Thằng này, đứng chầu rìa thì lui ra, lấy chỗ cho người ta đánh chứ. Mọi người chen lớn chỗ đứng, vô tình đung dần dần Phúc ra ngoài vòng. Bây giờ Phúc mới kịp nhớ, mình còn phải đến nhà bố mẹ vợ, vội vàng nó rút giày, lết thết chạy vào trong xóm. Cây gói ở trong cổng ngăn đi ra Trọng thấy phúc hỏi hết nhẫn rồi chứ phúc tiêu nhiễu đi lên nhà trên thấy ông bà hương cải phúc hiền lành làm bộ nghiêm chỉnh chắp hai tay cúi xuống nói như hát chèo lạy thầy ạ à, lạy cụ ạ à. ông hương cải cười anh cả lên uống rượu với thầy kìa khăn anh cả lại chích xuống cổ thế kia bấy giờ anh cả mới sờ lên cổ Thì thấy cái khăn đóng chồng lọng xuống cổ thực Lúc nãy vội vàng Quên Phúc để nguyên thế mà chạy về Một bà cô ông Hương Cải hỏi Phúc Năm nay cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? Phúc chưa tính xong câu trả lời Cây ngói đã láo táo trước Cháu hơn nó 2 tuổi Năm nay cháu 12 ạ à? Mọi người đều cười Cười răm rang Ăn cơm uống rượu xong Phúc chến choáng mặt Mắt đỏ tía lên, trừ cái đầu vẫn trắng hiếu, nó đứng xỉa răng trước hiên, trồng thay cây ngói dưới bếp, chợt nó nghĩ ra một điều. Phúc nháy vợ xuống sau vườn, tán. Có tiền cho tao mượn mấy hào, ngày kia phiên chợ, đằng này bán trứng gà, thì trả ngay. Ngói trao mặt đi. Thừa của nó đổ xuống sông, cũng chẳng cho những người ấy vay, chẳng biết dơ. Phúc tức lắm, mắm môi nhìn vợ chầm chầm. Nó dơ quả thùi lên trước mặt vợ nối rít trong cổ Ở đây ông nể một tí chốc nữa về nhà Mày biết tay ông Rồi cô Phúc ngoay ngoẩy Hầm hầm lên nhà ngồi uống nước Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn lấy chồng khác làng và vợ chồng trẻ con của nhà văn Tô Hoài. Sau khi nghe xong hai trường ngắn vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới video để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyền tiếp theo. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị hãy đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.